đầy tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thùy Linh, học giáo viên dạy bậc môn sinh của trường phổ thông chuyên Ngoại ngữ. Mình đã biết đến ICI khá lâu và mình đã từng làm PowerPoint rất là nhiều, nhưng thực sự là 6 buổi học đã đem lại cho mình rất nhiều điều mới mẻ và nhiều khám phá và rất là hữu ích cho công việc giảng dạy cũng như là bộ môn của mình. Và đặc biệt là tất cả các thầy cô đều có những thành quả rất là tốt sau khóa học. Cảm ơn các bạn giảng viên.